chúng ta được làm con người, chúng ta có đầy đủ thiện và thiện trí. Nhưng phần lớn khi chúng ta có mặt ở cái cõi dục này, là cái thế giới của những con người nửa lạc nửa khổ đây đó, thì chúng ta lại có một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng chúng ta sống bằng cái sự thọ dục đây, là cái phần mà chúng ta nghiêng về chủ yếu của cái phần thiện này này. Hai cái phần này có đi với nhau, nhưng cái phần thiện trí người có phước mới đi được. Cũng như quý vị ngồi đây trong cái lớp này ngày sáng hôm nay, thì quý vị là người có phước, tại quý vị đang làm cái công việc mà nó dung bầu cho cái thiện trí. Thay vì sáng hôm nay ở nhà mình làm biết bao việc gia đình, hoặc là muốn giải trí vui chơi hay muốn đi du lịch, thì cũng là một cái thọ hưởng về cái lạc thú trong cái đời sống này. Nhưng mình từ chối những cái đó để mình đến một cái lớp mình học, mình đang làm cho cái thiện trí mình có cái cơ hội để phát sanh này. Và khi nào chúng ta nuôi dưỡng được cái thiện trí này bằng cách chúng ta học là trí văn, bằng cách chúng ta ứng dụng nó là trí tư, bằng cách chúng ta hành trì cái thiền vipassana, thì nó là cái trí tu. Thì đây là cái con đường mà chúng ta đưa chúng ta đó lên những cái cõi mà vừa là cõi nhàn và cũng là tiến lên cái cõi nhàn tịnh. Con đường của chúng ta đi là cái con đường để tiến hóa. Còn nếu như là hàng ngày mà chúng ta không đi cái con đường thiện và thiện trí này, thì có nghĩa là tâm chúng ta đang rơi vào trong những cái trạng thái này, đặc biệt là nó rơi vào trạng thái si. Bởi vì chúng ta cứ để cho ngày tháng trôi qua và chúng ta sống theo cái tập khí của mình. Bởi vì nghiệp là thói quen, nghiệp là tập khí mà. Chúng ta sống theo cái tập khí của mình và để cho cái cuộc đời nó trôi đi không định hướng. Ngày nay qua ngày khác, chúng ta để nó trôi đi và chúng ta không ý thức được. Chỉ khi nào chúng ta đau bệnh, chúng ta sắp chết hay có một cái gì đó nó xảy ra bất thường trong đời sống chúng ta, thì chúng ta mới hốt hoảng lên và lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào để cho nó bình an vô sự đây. Để làm thế nào được bình an vô sự, chúng ta phải có thiện trí. Thiện không chưa đủ, chưa đủ. Thiện chưa đủ, phải có cái thiện trí này. Nhưng mấy ai trong một cái đời sống mà hiện tại đó, người ta đi vào trong cái sự thọ hưởng, thì người ta có nghĩ tới cái chuyện người ta phát triển tâm linh không? Ta chỉ nghĩ là người ta làm điều tốt là được. Người ta có làm sai một chút nhưng bù lại người ta có làm điều tốt. Người ta tính như một cái người mà làm cái việc mà thương mại kinh tế vậy. Tức là lấy cái này bù đắp qua cái kia. Tâm linh không có bù đắp. Tâm linh hễ mình gieo cái hạt giống đắng thì nó phải gặp cái đắng. Mình gieo cái hạt giống mà trong lành, ngọt ngào thì nó trổ cái quả trong lành, cái quả ngọt ngào. Nó không có bù đắp, nó không có vấn đề thương mại nữa. Mà khi chúng ta làm cái vấn đề thương mại trong cái chuyện tính toán đó, là chúng ta bị tổn thương. Ví dụ như mình nói nè, ngày hôm nay trong chùa có lễ lạc, vô đây mình cúng 1 triệu đồng, tới giờ người ta dọn đó cho mình ăn đó. Mình nghĩ rằng là cúng 1 triệu đồng mà mình ăn cái bữa ăn này nó trị giá cao nhất là 100 ngàn thôi, cho nên mình lên đó mình muốn ăn sao thì mình ăn. Mình ăn, mình quậy, mình chọt cho cái thức ăn, ta ngồi chung, ta không dám ăn. Tại mình nghĩ mình có cúng 1 triệu đồng. Hoặc là mình ăn xong rồi mình thích món gì đó, mình trút trong bao, mình đem về, bị gì tính ra nó cũng còn dư dữ lắm. Chùa cũng lời ghê gớm lắm. Thì như vậy là mình đi vào trong cái chỗ tâm linh, nhưng mình đi bằng cái tâm phàm phu. Cho nên mình tính toán kinh doanh. Cái chuyện mình cúng dường là chuyện riêng. Đó là cái phước cúng dường của mình riêng. Còn mình ăn cái món gì ở trong chùa là mình ăn của ba tánh. Vì người ta vào đây người ta cúng dường, thì có mấy người mới làm ra cái vật thực, có những người phục vụ, người ta mới dọn ra bàn cho mình ăn. Thì mình ăn đây, mình hưởng cái lộc của chùa.
Nhưng mà mình hưởng như thế nào mà mình không có mang nợ mà mình lại có phước? Còn mình hưởng như thế nào mình mang nợ mà mình lại tổn phước thì mình cứ làm. Hai cái đó nó khác nhau, không có tính toán được. Thành ra khi mà chúng ta học về vi diệu pháp, chúng ta thấy rằng khi mà mình học, mình học từ cái tổng quát, mình chia chẻ ra, chia chẻ xong mình trở về cái tổng quát nữa để mình nắm bắt vấn đề. Và cái phương cách này nó giúp cho mình, cái khi mà mình thấy cái tâm mình nó hiện ra dưới nhiều cái trạng thái khác nhau, và nhớ một điều rằng nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại, nó mới chính là thói quen. Thấy chưa? Và nó lặp đi lặp lại vậy, nó mới hình thành nên cái tính quy luật của nó. Và nó lặp đi lặp lại vậy đó, là cái tính quy luật này đó, nó sẽ dẫn hành nữa, và nó cho chúng ta thấy rằng cái con đường đi của nó là nó sẽ diễn ra mà không có ai có thể can thiệp vào được thật. Ví dụ như sự vận hành về mặt tâm thức của chúng ta, khi nó đi cái lộ trình tâm này theo lộ ngũ, theo lộ ý, đây là cái quy trình của nó, mà không có bất cứ một cái quyền lực nào đó là có thể làm cho nó thay đổi cái quy luật này. Nó có những cái yếu tố nó có thể xen vào đấy, nhưng nó không phá vỡ được những cái quy luật này. Khi nó không phá vỡ được những quy luật này, chúng ta sẽ thấy nó đi từng bước. Cái này sinh rồi diệt, thì đây là cái nhân nó sinh lên. Nhưng mà khi nó diệt rồi thì nó để lại cái quả của nó. Và cái quả này chính là cái nhân cũng sinh lên, để rồi nó diệt, rồi nó tạo ra cái quả của nó. Và quả này chính là nhân. Như vậy đây là cái hoạt động thuộc về nhân quả, không có ai nơi đây hết. Các pháp nó đang vận hành, những cái pháp thuộc về bất thiện nằm đây, hay là những cái pháp thuộc về thiện nó vận hành đây. Và nó vận hành có tính quy luật, như vậy nó là vô ngã. Mà chúng ta đó ngỡ nó là mình, chúng ta ngỡ nó là mình một cách chắc chắn, giống như mình nói quyển sách này là của tôi. Quyển sách này của tôi nhưng nó không phải là tôi. Tâm này, thân này của tôi nhưng nó không phải là tôi. Nó có sự vận hành riêng của nó. Một cái computer của mình nhưng nó không phải là mình. Nó không phải là mình. Tại vì nó vận hành theo cái lập trình của nó. Người ta cài lập trình như thế nào thì nó hoạt động như thế đó. Mình muốn sử dụng, mình phải biết cái quy luật vận hành của nó để mình điều khiển nó. Còn với một người mà không biết sử dụng computer này thì nó chỉ là một cái gì đó mà làm cho mình đó, là cái tâm phóng dật của mình nhảy lung tung đó. Tức là mình không biết gì hết cho mình bấm nhảy lung tung đó, rồi cuối cùng mình hủy hoại nó mà thôi. Như vậy cái đời sống nội tâm của chúng ta đây mà chúng ta không biết thì chúng ta sử dụng nó như sử dụng cái computer mà không phải tuân hành theo cái lập trình của nó, tuân hành theo cái quy tắc sử dụng và điều khiển nó để đem lại cái lợi ích của mình. Nhưng đó là một cái trò chơi vô minh của mình đối với chính cuộc đời của mình. Thì vậy nếu chúng ta không hủy hoại đời mình thì chúng ta đang làm cái gì vậy? Khi mà chúng ta tâm tối, chúng ta thiếu hiểu biết về cái thân này nè, thiếu hiểu biết về cái tâm này, thiếu hiểu biết về sự phối hợp đó, thì chúng ta đang chơi cái trò chơi gì? Chúng ta đang chơi cái trò chơi mà cuối cùng là chúng ta phải hủy hoại thân người để đổi lấy một cái thân khác. Đó là những cái sự vận hành nó mà chúng ta phải tìm cho ra để chúng ta không đưa cái đời sống nội tâm của mình đó, đi vào những cái vận hành xấu. Còn nếu chúng ta thiếu kiểm soát thì tất nhiên là chúng ta chỉ chơi một cái trò chơi mai rưỡi, hoặc là chúng ta chơi một cái trò chơi mà chúng ta không biết nó là gì và không định hướng nó là gì cả. Cũng như khi mà chúng ta cung cấp một cái đồ chơi cho trẻ con mà chúng ta không hướng dẫn nó thì chúng ta sẽ thấy cái cách nó sử dụng cái đồ chơi.
Đầu tiên nó cầm lên nó nhìn, rồi sau đó nó đập thử, rồi sau đó có thể nó bẻ cái này, nó rút cái kia ra. Nó muốn hiểu, nó muốn hiểu tại sao có cái này và tại sao cái này phải gắn vô cái này, tại sao gắn vô kia. Con đường đầu tiên để khởi sanh cái sự hiểu biết, khởi sanh cái sự cái phát triển về cái trí tuệ của nó, cái trí thông minh của nó. Nhưng vì không ai hướng dẫn cho nên những cái khám phá đó thường nó đưa đến thất bại hơn là thành công. Thì cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không hiểu rằng hằng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây, những cái suy nghĩ chúng ta, một là nó ở trong cái con đường thiện và thiện trí này, hai là nó ở trong cái pháp bất thiện này, nó không đi ra khỏi đó. Kể cả lúc mà chúng ta nói rằng là tôi bây giờ nó cũng không có muốn nghĩ gì hết, mà cũng không cần nghĩ gì hết á, tôi sống thế thôi, thì chúng ta có biết rằng chúng ta đã rơi vào cái bẫy của si không? Nó không ra khỏi đó. Vận hành nó không đi ra khỏi. Vậy vì vậy thì những cái pháp bất thiện này nó vẫn tạo nghiệp ở đây. Nếu mà chúng ta thả liều, và những cái pháp thuộc về thiện đây nó cũng sẽ vận hành ở cái động tác này để nó tạo tác. Và khi nó xuất hiện vậy, nó đi cả một cái chùm gia tộc của nó để nó hoạt động. Cho nên gọi nó là tâm đi với các sở hữu đồng sanh. Và nó hình thành nó một cái lực lượng để nó tạo tác khi nó trở thành cái tâm động tác, nó hoạt động để mà nó tạo nghiệp. Và vì vậy đó, khi mà nghiệp á, định hướng của nó sẽ là nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Khi mà đi vào cái vấn đề mà thì nó hình thành những cái hoạt động của nó rồi, thì nó phải đưa ra một cái kết quả hoặc một cái hậu quả. Kết quả là dành cho những cái nhân lành, còn hậu quả để dành cho những cái nhân sai lạc. Thì như vậy đó, khi thân huệ mạng chung rồi thì chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả. Nhớ nha, tất cả những gì khởi lên trong cái suy nghĩ chúng ta trổ quả lập tức. Tất cả những gì chúng ta nói ra trổ quả trong tâm lập tức. Còn cái chuyện cái quả mà nó từ nơi này nó câu thông ra bên ngoài, có khi nó có thời gian, có khi nó nhanh, có khi nó chậm, nhưng mà nó trổ quả trong tâm lập tức. Khi chúng ta ứng xử một cái gì, quả trổ trong tâm lập tức. Và nó tiềm tàng đó. Nó tiềm tàng một cái khả năng đó. Cái tiềm tàng đó chúng ta có thể nói thế này. Bây giờ mình có một cái hộp xoài. Mình thử mổ cái vỏ cứng đó ra. Rồi mình tìm bên trong đi, mình nói cái chỗ nào nó là sẽ lên cái rễ, chỗ nào nó lên cái thân, chỗ nào lên cành, chỗ nào lên lá, cái chỗ nào nó là hoa, chỗ nào đó. Thì tất cả các ở nhà mà nghiên cứu về giống cây trồng đó, người ta không có trả lời được. Người ta chỉ biết đây là một cái hạt giống tốt, và cái tiềm năng của nó có thể cho cái cây tốt và nó có trái tốt. Tại vì cái tiềm năng nó chứa đựng nơi đó. Còn phải có một cái con mắt của cái người có thần thông thì mới biết được cái sự vận hành của nó ra sao. Thì tất cả những gì chúng ta suy nghĩ ở trong tâm chúng ta hiển lộ ra bằng lời nói. Cái lời nói còn thì thầm ở trong tâm, hay nó hiện ra ngoài, hay nó hình thành bằng cách chúng ta ứng xử, thì tất cả đều trổ quả và nó thành một cái tiềm năng. Cái tiềm năng đó nó sẽ trở thành một cái năng lực. Năng lực này nó hiện diện ra dưới một cái dạng năng lượng. Đây là cái năng lượng lành, và đây là cái năng lượng xấu. Năng lượng lầm và năng lượng xấu này đó, nó cũng hiện cái bóng dáng nó ra. Cái hiện bóng dáng nó ra đó là cái năng lượng lầm đó, là nó có mặt khi chúng ta có sức khỏe tốt, khi cái tâm chúng ta bình an thì nó hiện ra. Và nó tỏa ra một cái từ trường, làm cho người khác người ta cảm thấy bình an khi người ta tiếp xúc với mình, hay nói theo cái đời thường, là có thiện cảm như mình.
Còn khi mà những cái quả này đây, nó hình thành cái tiềm năng, nó thành cái tiềm lực, rồi nó ra một cái năng lực, một cái năng lượng xấu này đó, thì người ta trùng bước khi mà người ta ở trong cái từ trường của mình. Tức là khi mình đứng, mình ngồi ở đâu á, thì nó tỏa ra một cái từ trường. Và khi người ta tiếp cận cái từ trường đó, người ta cảm thấy e ngại, thì trùng bước. Và thường những cái này nó hiện ra dưới cái dạng á, là sức khỏe không tốt. Hoặc là có khi đó, cái sức khỏe của mình nó có tốt một cái lúc nào đó đi, nhưng mà nơi mình nó vẫn hiện ra một cái từ trường mà làm cho người ta e dè khi tiếp cận với mình. Nó rõ lắm. Vậy thấy không? Như vậy là cái tất cả những cái gì mà nó hình thành nghiệp trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, nó trổ quả liền và nó thành cái tiềm năng. Và như vậy cái giờ mà chúng ta ra đi thì chính là một cái tiềm năng nó nằm ở đây, do những cái quả đó nó sẽ khởi sinh trong cái giờ phút cuối cùng của chúng ta, để nó lấy cái tâm quả đưa đi tái sanh. Như vậy, khi mà chúng ta đến cái phần 2 của cái phần mà chúng ta vừa học qua đó, là chúng ta nói là cái phân loại theo cái nơi cho quả tái sanh, thì nó theo tam giới hoặc nơi thọ nhận. Sư cô nói nó cũng tương tự như nhau, nhưng mình phân loại ra để thấy cái gì? Thế thì thứ nhất á, là về mặt tổng quát đó, là khi do cái quả nghiệp của mình tạo ra, mà cái sức mạnh của nó trong cái giờ phút lâm chung của mình, cái gì mạnh nhất nó sẽ hiện ra và nó trở thành cái quả đưa đi tái sanh. Vì vậy chúng ta có thể tái sanh ra cõi chuột giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi sắc giới và vô sắc giới này dành cho những ai đã tu thiền định và đắc thiền định ở từng cấp độ một thì mới sanh lên được 20 cõi trời này. Còn cái dục giới này đó thì nó cũng sẽ dành cho những ai mà có được cái trong cái đời sống của mình á, mà để cho cái phần thiện và thiện trí phát sanh lên nhiều đây, phát sanh lên mạnh đây. Nhất là cái người giữ giới, cái người hành giới, cái người mà có cái tâm từ bi rộng lớn, thì con đường tái sanh lên 6 cõi trời đó là hưởng cái cõi nhà. Cõi nhà đó người ta. Còn không thì cái phần mà chúng ta đó đi con đường nửa lạc nửa khổ, là con đường đây, làm người đây. Chúng ta có thiện mạnh, trong đó có khi có thiện trí, hoặc là có khi thiện trí mạnh, thiện cũng mạnh, nhưng mà vẫn còn cái quế nhiễm, thì chúng ta sinh ra làm người ở nửa lạc nửa khổ. Còn không, nó sẽ đọa lạc trong 4 cõi khổ. Thì như vậy, cái khi mà chúng ta nói là theo cái tam giới đó, để đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để nó thọ nhận những cái phước cũng như là những cái khuynh hướng riêng của từng cái cõi một, thì giờ đây á, nó đi vào một cái sâu hơn, cái riêng hơn, là do mình tạo tác những gì mà mình sẽ tái sanh trong các cái cõi này. Ở đây là cảm thọ đứng hàng đầu. Và chúng ta đây là cái người cõi dục đó, thường cái hạnh phúc hay đau khổ chúng ta nó cũng đi theo cái cảm thọ. Chúng ta cảm thấy vui hay chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy bình an hay bất an, là nó đi theo cái cảm thọ hết. Cái đời sống mà chúng ta cảm nhận khi chúng ta sinh ra cụ thể trong một cái gia đình, trong một cái xã hội, trong một cái đất nước, trong một cái hoàn cảnh của chúng ta, và nó hình thành nên những cảm thọ này. Còn cái này là nói chung, chúng ta sinh ra cõi dục giới, cõi sắc giới, vân vân, là nó hình thành những cái điểm chung tổng quát với những cái tốt đẹp và những cái đặc điểm, những cái khuynh hướng của nó. Bây giờ đây là nói cụ thể hơn chút nữa, là chúng ta sinh ra trong những cái cõi, mà cõi này đó người ta chịu cái cảm thọ này là chủ yếu.
Và cái cảm thọ này với nhiều lần là sư cô cũng đã giảng cho tất cả là Phật tử ở đây nghe đó. Và cái cảm thọ này khi nó khởi sanh đó, là khi tất cả các căn của chúng ta tiếp xúc với các căn, mắt chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy, không phải tình cờ mà chúng ta được nhìn thấy cái đẹp. Trong cái đời sống chúng ta tình cờ chúng ta thấy cái đẹp. Ví dụ như mình được đi du lịch, mình được ở một cái nơi mà sao mình thấy người ta tới, người ta trầm trồ dữ quá, mà mình ở đây mình biết chính cái phước mình đó, mình ở một cái nơi mà cái phong cảnh nó hữu tình, cái không khí nó tốt đẹp, nó trong lành, đó là cái quả phước của mình, đâu có tình cờ được. Người ta có một cái điều sai đó, người ta cứ nghĩ rằng là ở nơi thành thị với đầy đủ tiện nghi là phước báo. Chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc là tại sao vậy? Ngủ một cái máy lạnh chắc chắn là không bằng đó. Mà nằm ở dưới cái hiên nhà mà ngủ như vậy sức khỏe tốt hơn. Ăn cái món ăn ở nhà hàng sang trọng chưa bằng những cái món ăn mình trồng tại nơi cái miếng đất nhỏ xíu của mình đây. Hái cây rau cộng cỏ ăn tốt hơn. Ai có biết rằng là cái hải sản mà làm trong nhà hàng đó, đôi khi nó có trộn mấy con ốc ngứa trong đó mình không biết. Và cái này không phải mình nói xấu người ta chứ chính xác là như vậy. Vị sư cô đã gặp những người đó, người ta đi mua ốc ngứa. Sư cô thấy chợ có bao bao lớn vậy. Sư cô nói cái ốc ngứa này đâu có ai ăn mà sao mua nhiều vậy. Cái người đó mới nói là bán nhà hàng sư cô. Nó nhà hàng mua làm gì ba cái ốc ngứa này? Nó không, người ta chế biến hay lắm. Người ta đem về cái nó bỏ trong cái nồi nước giấm nóng á, rồi bỏ vô cái ta luộc cái nó hết ngứa, nó hết cái nhớt. Rồi sau đó người ta sắc lát ra thì người ta trộn với cái hải sản nó tẩm ướp vô rồi đâu có biết. Như vậy ở nhà quê mình cái ốc ngứa là không ăn, nhưng mà người giàu có đến những nhà hàng ăn ốc ngứa chơi. Rõ ràng chứ. Thành ra mình đâu có biết là phước ở đâu mà không biết phước ở đâu, mình đâu có biết được, thấy chưa? Thành ra đừng có nghĩ vậy. Khi nào mình nhận thức ra, mình sẽ biết á, không có ai mà hoàn toàn có phước hết á. Thành ra nhiều khi đó ở những nơi mộc mạc chân chất vậy đó, hàng ngày đó mình tiếp xúc được những cái người ta thật thà chân chất với mình, đó là phước báo mình không hiểu sao. Có những người quần là áo lược, nhưng mà ngày ngày người ta tiếp xúc với những cái hạng người mà sa đọa thì cái đó là nó khủng khiếp hơn cái chuyện chúng ta sống với cái người mà nó chân chất, nó mộc mạc. Cái phước rõ lắm, bởi vì những người mà cái chân chất mộc mạc đó, nó tỏa ra một cái từ trường lành. Còn cái bóng bẫy, cái hào nhoáng này đây nè, để được có tiền thì người ta không có từ chối một cái hành động độc ác nào hết. Để có tiền thì ta tỏ ra một cái từ trường này. Và khi mình rơi vào trong cái cảnh đó, nhìn bề ngoài thì thấy vậy, nhưng mà bề trong nó toàn là quế nhiễm. Cũng như sư cô nói với các Phật tử, đi đến chùa cứ nghĩ rằng là ở trong chùa nó không đủ điều kiện để cho mình ngủ nghỉ, đi ra thuê khách sạn ngủ nghỉ cho nó sướng. Khách sạn rất sạch, nhưng về tâm linh cực kỳ quế nhiễm. Chùa có thể eo hẹp cái chỗ, nhưng mà chỗ đó tinh khiết. Thành ra bao giờ người ta cũng chọn cái sạch sẽ ở khách sạn, nhưng người ta không biết nó là một cái từ trường rất xấu. Người ta chọn vậy. Cũng như biết bao nhiêu người đó thiêu đốt cuộc đời mình cũng vì thấy cái sạch sẽ của khách sạn. Chữ sạch sẽ của khách sạn, sư cô nhìn trong, nói trong cái nghĩa này là cái nghĩa để trong một cái, tức là nhìn thấy cái hào nhoáng của cái đời sống. Người ta không biết rằng nơi đó phải trả giá cho sự thoái đọa về mặt tâm linh. Đời sống chúng ta nhầm lẫn ở cái chỗ đó. Người ta phải nhìn cho ra cái phước báo của mình. Có những người đó làm nên một cái
một cái tội mà nhân danh cái tình thương. Ví dụ như mình thấy cái gia đình của người ta nuôi con người ta, người ta không cho tiền, muốn gì mua đó, cho ăn cũng vậy, ta cho ăn, cho ăn theo cái công thức của gia đình người ta. Có những cái em trẻ trẻ bây giờ nó lập gia đình nó cũng có nhiều cái hay lắm. Vợ chồng nó ăn chay rồi chuyển qua thực dưỡng thì con nó cũng vậy. Tiền bạc cũng vậy, nó rất là giới hạn, nó không có sử dụng. Thì bà con có nói chứ không ai sai, anh của nó, chị của nó chứ không ai sai. Nói mấy đứa tụi bay ác quá, tụi bay ngu, tụi bay sống vậy cho phải đi. Con nít mà tụi bay cũng bắt sống theo cái kiểu đó thì ta không thể nào chịu đựng được. Như thế thì cứ lựa cái lúc mà không có cha mẹ nó thì tới nó dẫn xin đi chơi, rồi cho tới nhà hàng để ăn thả về luôn. Tiền bạc thì nhét vào trong tay nó mua cái này cái nọ. Và nghĩ rằng mình tốt, nghĩ rằng đúng, nhưng mình phá hoại cái năng lượng lành mà người ta đã cố công để tạo. Mình đưa cái năng lượng cực kỳ xấu vào. Không những cái tư tưởng suy nghĩ xấu, thức ăn xấu, hành động xấu, làm cho cái khuynh hướng của những cái đứa trẻ này nó đang có phước trở thành vô phước. Khi người ta đi vào cái đơn giản nhất, nó đáp ứng một cái nhu cầu tốt nhất cho người ta là phước báo. Người ta nghĩ đến cái chuyện phải xa hoa, phải hưởng thụ nhiều, và cái đó là người ta coi là cái đỉnh cao của cái đời sống. Thì chúng ta đang trên con đường nó gọi lộn cái đầu xuống đất mà chẳng cái cẳng lên trời. Hãy nhớ rằng chúng ta sinh ra trong cõi dục, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng thọ hưởng cái dục lạc. Nhưng bất cứ ai coi cái con đường thọ hưởng dục lạc là đứng hàng đầu là đang đi chổng cái đầu xuống đất mà dọng cái cẳng lên trời. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thu thúc lục căn vừa phải vừa đủ, và nên hưởng những cái gì mà có năng lượng lành. Một cái đạm chất lấy ra từ nấm đậu hạt nó khác với đạm chất lấy ra từ thịt bò, thịt trâu, thịt dê, từ trong trứng, từ trong cá, từ những trong con ếch, con rắn, con rùa, vân vân. À, chất đạm lấy ra có nhưng mà khác. Đạm chất mà đi từ cái loài thực vật khác, đạm chất đi từ loài thực vật động vật khác. Bởi vì khi chúng ta ăn vào đó thì chúng ta tiếp nhận một cái năng lượng xấu nhiều hơn, và đây là cái năng lượng lành nhiều hơn. Rõ ràng như vậy để chúng ta chọn lựa. Như vậy, nói như vậy để chi? Để biết rằng khi mà chúng ta phân loại nơi cái thọ nhận quả nghiệp này đó, thì những chúng sanh mà sanh vào trong bốn cõi cõi khổ đó thì chỉ có thấy khổ là chủ yếu. Trong bốn cái cõi khổ đó thì chúng ta đã thuộc lòng rồi: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Chỉ có một chữ khổ duy nhất được hiển bày trong đời sống của những chúng sanh ở bốn cõi đó. Và chúng sanh ở trong bốn cõi đó thì trong Phật Pháp nói rằng đó là bốn hạng người khổ. Nhưng mà do cái tên người ta phân loại đó thì nó mới có súc sanh hay là bàn sanh. Thì mình cứ nghĩ rằng cái súc sanh bàn sanh này đó là nó không phải là mình. Đúng, nó không phải là mình, tại mình là người. Nhưng nó là một hạng người. Mình nghĩ sao? Mình không chấp nhận người ta có một cái đời sống. Như lần trước sư cô nói, trong cái thế giới của những chúng sinh này, nó chỉ có một cái cảm thọ chánh yếu của nó phủ trùm lên hết cái cuộc đời của nó là cảm thọ khổ. Là bởi vì cái khi nó tái sanh đó, nó tử rồi nó tái sanh đó, thì cái tâm mà nó đưa tới cái chuyện mà nó tái sanh đây đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nó nằm trong năng lượng xấu này. Giờ nó đi tái sanh bằng cái tâm đó, cái phúc cận tử nó bị những cái nghiệp xấu ác này, bị cái năng lượng xấu này chi phối, và nó tái sanh bằng một cái tâm bất thiện này, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này đây, thì những cái này nó luôn luôn câu thông với cái dòng nghiệp xấu của nó. Đây nó tái, nó khởi sanh từ đây, nó nối kết đây, nối kết đây. Và khi mà nó hình thành nơi một cái tâm quả tục sanh này đó
thì chúng ta hiểu rằng cái tâm quả tục sanh này khi nó xuất hiện ở đây thì nó sẽ làm nên một cái dòng hộ kiếp trong suốt cái đời sống của nó. Như vậy suốt đời của nó chỉ thấy cái khổ mà thôi. Như vậy tại sao khi chúng ta được làm người, chúng ta có một nửa lạc, một nửa khổ đây, tại sao chúng ta nuôi những cái cảm thọ bất hạnh cho đời mình lâu đến như vậy? Hãy suy nghĩ là tất cả chúng ta biết là những gì nó đi qua rồi, nó qua luôn mà. Sở dĩ nó trở lại là do chúng ta đã gợi lại, là do nó xuất hiện lại mà chúng ta không có từ chối. Cho nên một nhà hiền triết có nói rằng không có ai tắm hai lần trong một dòng sông, tức là cái dòng nước đi qua rồi thì lập tức là có cái khác nó tiếp nối, chứ không bao giờ là cái dòng nước đó là một. Vậy tại sao đó chúng ta làm thành nó một? Là do chúng ta nhớ lại. Và chúng ta đó sống lại những cái cảm thọ này. Và những cái cảm thọ này chúng ta biết nó là nghiệp cảm mà. Nghĩa là khi bất cứ chúng ta làm cái gì đó, trong tâm chúng ta đều có những cảm thọ lạc và cảm thọ khổ khởi lên. Nhưng mà chúng ta duy trì những cảm thọ khổ này và chúng ta làm cho nó tái sinh trở lại trong tâm của mình, trong hiện kiếp. Và như vậy khi chết rồi, chết bằng cái tâm, chết bằng cái lúc mà những cái cảm thọ này nó nối kết rồi nó đi tái sanh bằng cái tâm bất thiện này đây đó, thì nó là cái sự nối kết khó ra được mà chính ai, chính ta đã nối kết. Những cái đau khổ, những cái bất hạnh nó đi qua mà chúng ta không cho nó đi qua, chúng gợi nhớ trở lại. Và trong cái dòng chảy của cái hộ kiếp đi suốt trong cuộc đời chúng ta đó, có khi nó khởi dậy những cái đó. Những khi chúng ta hiểu biết, chúng ta cho nó đi ra. Còn khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta cứ nhớ lại hoài để mà khổ, để nuôi cảm thọ khổ. Vậy ai đưa chúng ta tái sanh xuống cõi khổ nếu không phải chính là ta? Bởi vì khi đó chúng ta nhớ lại, chúng ta gợi lại, hoặc chính nó khởi lên, chúng ta nuôi dưỡng nó, thì đây là ý nghiệp bất thiện đang khởi sanh trong tâm chúng ta và đang hoạt động trong tâm chúng ta. Và nó hình thành một cái tiềm năng đau khổ càng ngày càng lớn mà chúng ta không nhận ra. Để chờ cho đến khi đó chúng ta phải tái sanh xuống những cái cõi khổ, để chúng ta sống trong cái nỗi khổ triền miên như vậy đó. Tỉnh không? Nếu chưa tỉnh nó đọa xuống nữa. Địa ngục nó cũng rất là nhiều tầng địa ngục, không phải một tầng địa ngục. Rồi chúng ta sẽ học tới đó, chúng ta biết. Vì vậy chúng ta đi trong cái gì? Đi trong cái cảm thọ. Mà cảm thọ này là gì? Là chính là cái nghiệp cảm của ta. Khi mà nói như vậy có nghĩa rằng trong tâm của chúng ta nó thiếu cái phần thiện trí này. Thiếu cái phần thiện trí, cho nên nó thiếu sự thấy biết. Nó thiếu cái mà chúng ta nhìn vào, chúng ta biết đây là cảm thọ gì, đây nó là quả nghiệp gì. Chúng ta thiếu cái chỗ đó, cho nên là chúng ta đã không có thay đổi, mà chúng ta để cho nó đó cứ vận hành. Chúng ta tăng trưởng cái sự vận hành nó bằng cách chúng ta gợi nhớ lại những cảm thọ bất hạnh mà người khác đã đem đến cho chúng ta. Và nhiều lần sư cô nói rằng cái chuyện người khác đem đến ta là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta tiếp nhận ở mức độ nào là cái chuyện chúng ta có thể tránh khỏi. Do vậy chúng ta sống đây nè, hàng ngày cái thời tiết nè, nắng mưa là cái chuyện của trời đất, chúng ta không thể nào cản trở được hết. Nhưng chúng ta có thể có cái cách để ngăn ngừa. Chúng ta nhìn ở Florida nha, bãi cái cả một cái khu đất nhà ở người ta tàn phá hết, riêng có hai căn nhà nó vẫn sừng sững đó, và chủ nhân của nó đó, đặt cái camera trong đó để có thể quay lại những cái hiện tượng đó. Ngày đó chủ nhân nó không có ở nhà. Và tại sao tất cả
bão có thể tàn phá tất cả những cái ngôi nhà đó, trừ hai ngôi nhà này ra, không phải thần thánh gì hết. Vì khi người ta xây dựng, người ta biết đây là cái vùng có thể xảy ra những cái đó, cho nên người ta đã gia cố. Thì như vậy cái chuyện mà người khác làm khổ mình là cái chuyện không thể nào chúng ta có thể lường được, và chúng ta không có thể nào mà bảo người ta đừng làm khổ mình. Cũng như cái chuyện người ta nói xấu mình là cái chuyện đương nhiên, người ta không nói xấu mình mới là lạ. Nhưng còn cái chuyện người ta nói xấu mình là đương nhiên, nó là như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình sẽ tiếp nhận hoặc là mình sẽ giữ vững ra sao? Thì cái đó là cái việc mình phải hiểu biết để mình củng cố. Cũng như hai cái ngôi nhà đó nó tồn tại không phải là thần thánh, nhưng do người ta có trí. Trước khi cất cái ngôi nhà ở cái vùng địa lý nào, ở cái vùng địa chất nào, thì người ta đã khảo sát. Để mà người ta xây cất và người ta gia cố cái nhà đó, thì trước tất cả những cái hiện tượng thuộc về động đất, thuộc về bão lụt, thuộc về gió lốc, người ta có thể tránh được ở một cái mức độ tốt nhất. Thì chúng ta đây cũng vậy, trùng trùng điệp điệp, từ trong vô lượng kiếp đó, chúng ta đã gieo rất bao nhiêu, chúng ta sao biết được, sao mà nhớ được hết những cái điều lành cũng như những điều không tốt của chúng ta. Nhưng có một điều chúng ta biết rất rõ rằng, bây giờ chúng ta được làm người thì có nghĩa là cái thiện chúng ta rất lớn. Nhớ được điều đó. Và chúng ta làm sao để thân hoại mạng chung, tối thiểu chúng ta cũng trở lại làm người. Nhưng mà làm người đó, trong cái tam nhân này nè, cái thiện trí này chúng ta mạnh hơn cái lúc mà chúng ta được tái sanh làm người đây. Vì khi chúng ta được tái sanh làm người thì hai cái pháp thuộc về thiện và thiện trí này đó là nó được phát triển. Vậy chúng ta trong đời này, chúng ta có làm hiển lộ được cái thiện và thiện trí mình, chúng ta có gia cố được thêm, chúng ta có tăng trưởng được thêm không? Hay là chúng ta để cho những cái pháp này nè, nó tràn lấn trong cái đời sống chúng ta? Cho nên á, tất cả những ai mà sống quá mạnh về mặt cảm xúc của mình á, hãy quay về. Những cảm xúc này không được kiểm soát, không được kiểm tra, không được phân loại, không được định hướng, thì con đường khổ cảnh này nối rất nhanh, không thể nào tránh khỏi. Mà nhất là người nữ sống bằng những cái cảm xúc của mình quá mạnh. Cái người nữ mà có trí đó, để khi mà những cái cảm xúc mình khởi lên kiểm soát được, mà khi cái người nữ mà cái phần mà thiện trí này mạnh đó, thì đó là những người giỏi. Chúng ta hãy nhìn những người nữ mà giỏi trong các cái lĩnh vực về mặt nắm cái quyền bính của đất nước, cũng như trong tất cả ngành nghề, thì khi tiếp xúc với người nó, ta thấy người này trí rất mạnh. Người ta không bị nô lệ cảm xúc đâu. Những cảm xúc khởi lên, người ta đều có thể kiểm soát được, người ta định hướng nó được. Còn đa số cái người nữ nó chìm đắm trong đau khổ là gì đó, họ bị những cái cảm xúc này chi phối. Và họ đó không những nó gắn bó vào trong cảm thọ này, mà còn thưởng thức những cảm thọ này. Ngày hôm nay mặc dù đã thoát khỏi tất cả những cái hoàn cảnh bất hạnh của mình rồi, nhưng mà khi nhớ lại những cái mà khốn khổ trong đời mình đó, giận rơi nước mắt, vẫn hiềm hận trong lòng, thì cái đó là thiếu trí tuệ, cho nên để những cái cảm thọ này chi phối cho mình. Còn nếu như một người hiểu biết, người ta sẽ nói rằng rất là may mắn, tôi tưởng là tôi đã ngập lụt, tôi đã chết chìm trong cái sự bất hạnh của tôi, nhưng mà tôi không ngờ rằng ở đâu đó một cái nghị lực đã trỗi lên và bây giờ tôi đã thoát ra. Ở đâu đó một cái nghị lực đã trỗi lên và tôi đã thoát ra, chính là cái năng lượng lành của thiện và thiện trí tôi đã gieo trồng trong nhiều kiếp. Và cái giờ phút đó nó đỡ đần tôi,
Cho nên người ta không vùi dập nữa, người ta đè bẹp xuống, nhưng mà tôi nhất định vươn lên. Nó nằm chỗ đó, cái năng lượng này nằm chỗ đó. Mình không biết cái tiếng nói đó là gì, nhưng mình biết rằng nó có một cái gì đó nó trỗi dậy, và nó nói mình hãy cật lực lên, hãy cố gắng lên, hãy vượt qua. Người ta chà đạp mình, nhưng mình không thể nào nhẫn tâm với mình để mình chà đạp mình, mình phải nâng đỡ mình lên. Và khi những đoạn đường gian lao dốc rõ đó đã đi qua rồi, ngày hôm nay cảm thấy ân vui. Và cái sự sáng suốt của mình đó, có khi những người ngày xưa đối xử với mình như vậy đó, ngày nay ta lao đao lận đận, mình sẵn sàng giúp người. Và không phải giúp để mà thị uy rằng ngày xưa tôi khó khăn, các người đã đối với tôi như vậy, ngày hôm nay tôi đối xử đẹp cho các người biết. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta vẫn ở trong cái pháp quế nhiễm của cái sân, sân độc chứ không phải sân diệt. Nhưng mà chúng ta nói như thế này, cái lao đao lận đận của họ ngày hôm nay đó cũng giống như cái lao đao lận đận của mình những ngày trước. Vì mình đã sai trong nhiều kiếp, mình gieo những cái lỗi lầm, cho nên mình gặp cái này. Và người ta cũng đã sai, như vậy mình thêm cho người ta một chút năng lượng. Giống như một người đó, người ta sắp chết đuối rồi, bây giờ mình nắm cái tay người ta, người ta ở mình cái nâng người ta lên, người ta thở được một cái là mình đẩy người ta vào bờ. Đây là cái mà mình hiển lộ cái năng lượng mà từ trong cái tâm tối của cái hoàn cảnh vui dập mình đó, mình cảm thấy có một cái gì đó mạnh mẽ vươn lên. Nó chính là đây, nó chính là cái năng lượng lành này. Tại sao bây giờ mình không cho người ta một chút xíu? Bởi vì khi mình cho người ta có nghĩa là cái phần năng lượng của mình lớn hơn, và mình thật sự đi vào trong cái con đường tiến hóa về tâm linh, những cái pháp thiện của mình được phát sanh lên. Và có phải chăng mình xuất hiện trong cái đời sống này để mình nhận tất cả những cái quả của mình, nhưng bao giờ cái sự thể hiện của mình cũng là thể hiện những cái phát triển này lớn. Thì như vậy, con đường tái sanh của chúng ta, một là chúng ta ở trong cõi người, hai là chúng ta ở trong cõi nhẹ, và tiến lên nữa. Đó là một cái đại lộ đã mở ra. Mà sao mình không thấy? Tại sao mình không biết? Tại sao mình cứ đi hoài trong cái con đường lầy lội của nội tâm của mình? Là cứ ngồi đó mà giận, ngồi đó mà bương, ngồi đó lại nhắc đến cái sự bất hạnh mình như một cái sự tật nguyền trong cái đời sống của mình, như là một cái vết thương mà mình đã không có khả năng cầm máu đó. Mình đã có khả năng cầm máu mà, và mình phải có cái khả năng trị dứt cái nọc độc ở trong cái tâm mình, là hãy để cho những cái năng lượng xấu này nó đã đến và quy lực nó đã đi thì cho nó đi luôn. Còn những cái năng lượng thiện này, hãy nhớ là, cho nên cái giờ phút tâm chung, cái cận tử của mình, chỉ cần nhớ lại cái điều lành, điều thiện mình đã làm là thoát. Cái tiềm năng của những cái năng lượng lành của mình giờ phút đó nó phát sanh lên là mình thoát. Không ai cứu mình cả. Tất cả những này là tu tập, này là sự rèn luyện. Nó rèn luyện từ trong trí tư, nhưng nó hình thành, nó thay đổi một cái dòng suy nghĩ, là nó chuyển cái nghiệp, thay đổi đi. Nhất là những người nữ phải ráng mà học hỏi, phải ráng mà nhìn vấn đề với nhiều khía cạnh khác nhau, và giải quyết vấn đề cũng đưa ra nhiều cái ngõ mở khác nhau. Cho nên bây giờ đó, những người ta làm văn làm thơ, nhất là những người mà viết văn, thì người ta hỏi những cái tác giả đó, tại sao cái đoạn kết ở trong cái tác phẩm của ông hay là của nhà văn á, tại sao chỉ có một giải pháp thôi? Tại sao vậy? Phải có nhiều giải pháp chứ. Nhiều giải pháp nó sẽ mở ra nhiều con đường. Còn mình khép lại trong cái giải pháp đó, nó chính là một cái sự thực của cái đời sống, chứ nó không có sai chạy. Nhưng cái sự thực này, khi nó khép lại trong một cái hoàn cảnh cá nhân,
nó không phải là văn chương để mở ra một cái con đường sáng. Cho nên đó, một câu chuyện phải mở ra nhiều cái giải đáp. Còn khi mình trung thực, mình trình bày cái cá nhân đó, cái gia tộc đó, trong cái cách giải quyết vấn đề, người ta phải đi vào trong cái khảm cảnh là bởi vì người ta có một con đường duy nhất và người ta không thấy những con đường khác. Thì tại sao không mở ra? Tâm chúng ta phải mở ra dưới nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ để chúng ta nhìn một vấn đề, thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp cho riêng mình. Cái giải pháp đó là chúng ta phải đi con đường sáng. Nhất định trong hoàn cảnh nào cũng như thế. Thì chúng ta xứng đáng là Phật tử, là người con Phật. Bởi vì Phật có nghĩa là sáng, Phật có nghĩa là trí tuệ. Và trong mọi hoàn cảnh chúng ta đi con đường sáng này, con đường trí tuệ. Và không có ai, không có ai trong cái sự sáng suốt này. Nói chuyện không có ai có nghĩa là gì? Là chúng ta không có vướng bận một cái gì. Vì khi mà chúng ta sống trong cái cõi dục này đó, chúng ta bị cái chữ này nè, bị cái chữ tham nè đi suốt trong cái cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải dính vào một cái gì đó, dính vào một ai đó, dính vào một cái sự việc gì đó, dính vào trong một cái tình huống nào đó mà chúng ta cột lấy mình vào trong, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Xem xét kỹ rồi đi, chúng ta ra không được. Không phải vì ai trói ai buộc, nhưng mà vì cái tâm này này, cái tâm mà nó có mang một cái từ rất là lạ lùng với thế gian, đó là cái tâm tham, không có ai chịu hết đó, nhưng mà ai cũng có. Tại vì người ta nghĩ tham là ăn cắp ăn trộm xấu lắm, cho nên người ta không chịu. Nhưng mà đâu có phải là ăn cắp ăn trộm thì nó cũng còn đỡ hơn là cái tham mà đích thực trong cái tâm linh chúng ta, là chúng ta dính mắc vào một cái gì đó. Và trong mọi hoàn cảnh đó chúng ta không nhả ra được. Cái đó là cái kinh khủng nhất mà nó đẩy chúng ta đó vào trong cái hố thẳm, vào trong cái đường lầy của một kiếp người. Và nó còn đẩy sâu nặng hơn nữa. Và trong các cái cảnh khổ này đây, nó lầy lụa không biết bao nhiêu kiếp, ra không được đâu. Bởi vì mình đã quen đó, thổn thức với những cảm thọ của mình. Và từ cái thổn thức đó, nó lặp đi lặp lại, nó thành ra một cái thói quen. Và chúng ta nghiện cái sự thổn thức này mà chúng ta không có nhận ra. Và vì vậy phải rơi vào trong cõi khổ này ra, trong cái luân hồi của bốn cõi khổ này ra, đi mãi không có ra được. Nhớ nhé. Bất cứ ai mà coi rằng những cái cảm xúc của mình, những cái cảm thọ của mình là chi phối cái đời sống mình không cưỡng lại được, phải coi chừng, phải kiểm soát nó, phải xem xét nó, phải phân tích nó, và phải biết đưa nó ra khỏi chỗ đó. Còn không, tất cả chúng ta đã nô lệ cho cảm xúc, và nó thành ra một cái thức ăn của mình. Và xin thưa rằng tất cả những cái loài quỷ khổ, đặc biệt là những người trong địa ngục đó, để tồn tại trong địa ngục chứ không phải để thoát ra trong khỏi địa ngục, thì người ta đã thưởng thức những thức ăn này. Và những người này khi mà họ thoát ra khỏi bốn cái cảnh khổ đó, họ hiện diện trong cái đời sống của con người đây, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ tồn tại những cái người ta gọi là cái tiền thiên tật của nó đó. Thì họ thích đối xử ác với người khác, chơi cho vui. Người ta vui với những cái cảm thọ mà làm cho cái người khác phải khốn khổ, phải rơi nước mắt, phải khóc thét lên, nó hài lòng. Cho nên có những người, người ta lầm lạc bởi vì họ diễn cái trò này. Nó cần lết xuống mà lại họ vẫn lết xuống nữa lại.
Nếu cần hứa bất cứ những cái lời hứa nào mà họ có thể tập hợp được trong cái đầu của họ để mình tin á, thì họ đều hứa hết. Nhưng mà thử đó, mà thiếu trí mà chấp nhận đi, rồi nó sẽ tái diễn, và nó tái diễn càng lúc càng nặng hơn. Vì mình không nhận ra. Không nhận ra rằng có những chúng sinh đi từ trong đọa lạc đó, nó đã yêu mến những cái cảm thọ này. Nó thưởng thức những cảm thọ này. Và những cảm thọ này đó, lúc đầu á, là sự bất hạnh của nó, nhưng mà sau đó là thức ăn của nó. Cho nên quý vị thấy cái hành xử trong những cái con người, khi người ta bắt ra trong những cái buổi người ta xử án, để nói rằng cái người này nè là tội nhân, người phạm tội, kẻ phạm tội gây ra cái điều ác này chính là nạn nhân, đã trở thành nên tội phạm. Một cái người bị bắt, bị bán đi ra nước ngoài để làm cái nghề mại dâm, bây giờ khi thoát ra chỗ đó, trở về quê mình để lừa gạt như những người đã từng lừa gạt của mình và bán người ta qua cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu nó là cái thổn thức, nó là cái đau khổ, nó là nước mắt, nó là tuyệt vọng. Nhưng khi người ta ăn những thức ăn đó rồi, trong cái năm tháng trở thành cái món ăn của người ta, và bây giờ cái ác nó hiện hình. Chúng ta cứ nhìn đi, nó chuyển đổi những cái cảm thọ đó, không phải chờ đi từ kiếp này sang kiếp khác, mà trong cái hiện kiếp làm người đây, nó có một cái nửa lạc và nó có một cái nửa khổ đây, vẫn hiển bày mà sao chúng ta lại không nhìn ra. Cho nên hồi nãy sư cô có nói rằng là không có ai cả mà, nó chỉ là pháp thiện và thiện trí thôi mà, không có ai cả mà, ai cũng đi với chúng ta đó bằng con đường nhân quả cả, không kể người đó là ai. Người tốt nhất với ta cũng đi bằng con đường nhân quả. Người nửa này nửa kia, mai kia mốt nọ, sáng nắng chiều mưa cũng đi bằng con đường nhân quả mà. Tại sao chúng ta không nhận ra vậy? Hãy nhận ra đi, rồi mới biết mình chọn cái gì. Mình chọn cái năng lượng lành này, hay mình chọn những cái thứ không phải là nó cho đời mình? Người ta cứ nghĩ cho ra đi. Và khi mình học về nghiệp thì chúng ta cứ nhớ như thế này, chúng ta là diễn viên sân khấu. Nhiều lần sư cô nói cái người diễn viên này đặc biệt đó, là cái người vừa viết kịch bản cho mình, vừa làm đạo diễn cho mình, và cũng chính là mình đã thực hiện tất cả những cái kịch bản và cái đạo diễn chỉ dẫn này trên cái sân khấu đời mà. Sân khấu đời đây, chúng ta là giám đốc của một công ty đây, chúng ta là quan đầu tỉnh đây, chúng ta là quan đầu bộ đây, chức vụ cao hơn nữa, và ở gia đình á, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm bạn, làm mẹ, tất cả là những cái vai diễn. Những cái vai diễn đó nó sẽ hiển lộ cái gì? Chúng ta có kiểm soát lại cái thước phim đời của mình không? Mình hãy chiếu lại những cái thước phim đó, và tự mình giờ đây là người khán giả, cũng là một cái người phê bình cái vở kịch này, cái tấn tuồng này, cái thước phim này, để mình hiểu rằng những cái vai diễn mình đóng đó, nó nằm trong cái thiện ác ra sao, thì mình cân đo đong đếm được mà. Như vậy mình nhận kịp thời để bẻ cái bánh lái đời mình, bẻ hay không là do mình. Nhưng đa số người ta không bẻ được cái bánh lái đó vì dục vọng, vì một cái thói quen, một cái thói quen thọ hưởng dục vọng, một cái thói quen thọ hưởng quyền bính, nằm chỗ đó. Nhớ nhé, chúng ta nô lệ cho cảm thọ của mình, của chính mình.
Và vì vậy đó, chúng ta nuôi dưỡng những cảm thọ mà chúng ta không biết rằng cái cảm thọ lạc nó có pháp bất thiện và cảm thọ lạc có pháp thiện. Đó là cái mà chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta nhận ra được thì chúng ta tiếp nhận cái gì và từ chối cái gì. Vì cái cảm thọ lạc mà chúng ta hưởng đó, trong cái pháp bất thiện đó, nó giống như một chút men nồng, nó kích thích cái đời sống chúng ta, nó làm hưng phấn và nó làm cho người ta say sưa hơn nữa trên cái con đường mà người ta nghĩ rằng đây là an vui, đây là hạnh phúc. Còn những cái lạc mà trong những cái pháp thiện đó, nó chỉ đưa con người ta tới con đường bình an và nhẹ nhàng, thì hầu như có người mong đợi cái điều này. Những ai đã trầm luân nhiều rồi thì mới hiểu được cái giá trị của sự bình an. Còn những ai chưa trầm luân nhiều rồi thì người ta nghĩ rằng cái con đường mà kích thích, cái con đường mà nó làm cho người ta hưng phấn lên, thì con đường đó mới chủ yếu là cái người ta tìm ra. Ngay cả những khi đó họ bị đọa lạc rồi thì họ vẫn hướng về cái con đường lạc thú chứ không có con đường nào khác. Thì đó là cái dấu hiệu của những chúng sinh đó phải đọa đày trong các cõi khổ. Và như vậy cái phần mà nói rằng là theo cái thời thọ nhận quả nghiệp đó, thì chúng ta đó nhớ rằng là trong cái phần này, những cái chúng sinh trong bốn cõi này là sẽ thọ nhận cái cảm thọ khổ nhiều hơn. Và khi mà cảm nhận cái cảm thọ khổ này á, có hai cái khuynh hướng chính, còn cái phụ chưa nói. Hai khuynh hướng chính, một là người ta muốn thoát ra, hai là vì người ta nghĩ rằng không thể thoát ra được, cho nên là chấp nhận cái đó và thọ hưởng những này, thành ra cái thức ăn nuôi dưỡng này. Và ta sẽ ở như thế trong cái cõi khổ không biết bao nhiêu lâu, vì nó không có thời gian. Và như lần trước thì cô có nói nè, trong bốn cái cõi khổ này, cõi gọi là đọa xứ, cái là khổ cảnh hay là khổ xứ, tại vì nó khác nhau ở một chút xíu đó, là cái loại súc sanh này còn gọi là bàn sanh, thì nó sinh ra trong cái, ở trong cái khổ xứ, cái đọa xứ. Nói đọa là vì nó bắt đầu từ cái khổ này đi xuống, cho nên đây nó gọi là đọa. Thì trong đó, đó cái súc sanh nó ở phần đọa này, bởi vì nó ít khổ hơn. Ít khổ hơn là cái phần quỷ nè, cái phần Atula nè, và cái phần địa ngục này. Ở đây là khổ, ở đây là đọa xứ. Đọa xứ này có khổ chứ không thể không, nhưng nó ít hơn cái này một chút xíu, vì khác vậy thôi. Cho nên mình nghe cái chữ đọa xứ hay khổ xứ, mình hiểu đọa xứ là nói chung là nó chỉ chìm trong cái cảm thọ khổ mà thôi. Nhưng mà trong đó khi phân loại ra đó, thì cái súc sanh đó, nó ở vào đọa xứ, nó cũng có khổ nhưng nó ít hơn cái nhóm ở phía dưới này. Rõ này chưa? Thì khi mà súc sanh đó, ở trong đọa xứ này, cái cách mà sanh trưởng của nó có bốn. Tức là nó sanh bằng thai sanh, loãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Còn tất cả những cái chúng sinh mà ở trong các cái khổ cảnh đây là nó là hóa sanh. Nói chút xíu về cái vấn đề hóa sanh này. Noãn sanh thì chúng ta biết rồi, tức là sanh ra dưới dạng trứng, rồi trứng mới nở thành con. Thai sanh á là nó hình thành cái phôi rồi cái thai ở trong cái dạ con của người mẹ. Người mẹ đây có thể là con người, người mẹ đây có thể là súc sinh các loại. Rồi nó có thể sinh ra bằng thấp sanh, tức là do cái điều kiện ẩm thấp, cái điều kiện mà nó thích hợp cho những cái
cái dòng giống của những chúng sanh nó sống trong cái môi trường ẩm thấp đó, thì do cái ẩm thấp đó nó mới sanh ra.